Chào tất cả các bạn, mình là Khánh Nguyễn, rất vui khi gặp lại các bạn. Chúc các bạn một ngày luôn vui vẻ và hạnh phúc. Hôm nay mình dậy sớm, như mỗi ngày, thì mình pha một ly trà với là mật ong mình uống. Thì mình thấy trà đẹp quá. Thôi các bạn cùng đi ra ngoài với mình tập thể dục và coi quang cảnh xung quanh nha. Theo chân mình nha. Sáng nay trời âm u quá các bạn. Không khí vào buổi sáng á các bạn rất là tốt. Từ mùa này trở đi các bạn, vào buổi sáng á là nhiệt độ nó cũng ấm dần lên đó các bạn. Thì các bạn sẽ thấy có nhiều người người ta đi tập thể dục vào buổi sáng. Mỹ là người ta thích đi bộ với chạy bộ lắm các bạn. Có nhiều người thì thích vô phòng gym, nhưng có nhiều người á người ta thích đi bộ với lại chạy bộ ở bên ngoài á, để được hít thở cái không khí á các bạn. Nếu các bạn có dậy sớm á và các bạn đi ra ngoài á, các bạn sẽ hít thở cái không khí nó rất là trong lành. Bây giờ lạnh quá thì mình nói tập ở trong nhà. Bên ngoài khí hậu mà nó nhiệt độ nó đỡ lạnh đó các bạn, nên đi ra ngoài. Ở sau lưng mình đó các bạn, nằm ở một cái khu đất trống á, người ta chuẩn bị người ta xây nhà để bán á. Ở bên đây hay lắm các bạn. Các bạn thấy cái khu đất trống đó phải không? Rồi khi người ta tới á, người ta bắt đầu người ta làm á. Các bạn thấy xe với lại những cái xe ủi đất kìa các bạn, nó săn lấp mặt bằng à. Chừng mấy tháng sau là các bạn thấy nhà nó mọc lên. Người ta sẽ nhanh lắm các bạn, mà ít thấy người nhiều như mình. Hôm nay weekend ta nghỉ. Vừa tập thì vừa nghe tiếng chim hót nha các bạn. Sớm mà các bạn tập thể dục thì rất là khó. Mình hít thở sâu vô các bạn, mình uống nước nè, mình nghỉ ngơi chút xíu, các bạn tắm rửa xong rồi các bạn ăn sáng thì các bạn sẽ thấy rất là ngon miệng. Sau khi mình tập mình đói các bạn, nó kích thích cho mình ăn nhé. Các bạn nghe tiếng chim hót không? Đó, các bạn thấy weekend ở bên Mỹ không? Sáng là không thấy ai nữa. Thỉnh thoảng có chiếc xe để ra chạy vô, hoặc có những người đi tập thể dục như mình. Khi mình tập thể dục đó các bạn, mình hít thở sâu á, nó tốt cho tim mạch của mình. Rồi nếu các bạn tập luyện mỗi ngày á,
thì nó tạo cho các bạn có được một cái sức mạnh, một cái sức bền. Rồi mình ăn uống điều độ các bạn, ăn uống đúng cách á, uống nước nhiều á thì nó tốt cho da mình nè. Tập luyện thể dục đó là một cái thói quen tốt á, các bạn nên tập thể dục. Giống như mình á, thí dụ bây giờ mình tập thể dục mỗi ngày, mình thấy nó tốt cho sức khỏe của mình, mà cùng mình cũng cảm thấy mình vui nữa các bạn. Nếu các bạn được tập những cái môn tập mình yêu thích á, thì các bạn sẽ thấy nó vui. Mình nên tạo cho mình những cái niềm vui nhỏ, đơn giản với mình, gần gũi với mình nha các bạn. Các bạn thấy không khí trong lành không? Còn theo mình á các bạn, tập thể dục á, nó cũng có thể nó giúp cho mình dễ ngủ á. Nhất là các bạn nào mà bằng tụi mình á, mà bị mất ngủ á các bạn, thì mình nên tập thể dục. Bởi vì sau khi tập thể dục á, cái cơ thể mình á, nó cần sự phục hồi á các bạn. Thì các bạn tắm rửa, nghỉ ngơi rồi các bạn ăn uống á, thì theo mình á, nó cũng giúp cho mình là dễ ngủ á. Thì những nào bạn nào mà cỡ cỡ tụi mình á, mà bị mất ngủ á, hay là khó ngủ vào buổi tối á các bạn, mình khuyên các bạn nên tập thể dục. Đang đi ở ngoài các bạn, trời mưa, mình phải đi vô nhà. Bây giờ mình ra phía sau nhà mình á, thì mình nói hôm nay cái chủ đề của mình á là khuyên các bạn nên tập thể dục. Thì tập thể dục á, theo mình nó có rất là nhiều cái lợi ích á. Các bạn nên tập luyện mỗi ngày, mà nó cũng đâu có tốn kém gì đâu, phải không? Nó mang lại niềm vui cho mình nữa. Mà theo mình á, thì tập thể dục á, ngoài chuyện là nó tốt cho tim mạch của mình, mà nó giúp cho cái tinh thần của mình đó các bạn, lúc nào mình cũng lạc quan, yêu đời hết á. Nhất là những bạn mà làm việc căng thẳng á, như bị stress đó các bạn. Trong cuộc sống mình á, có nhiều cái để mình stress á. Khi mà mình tập thể dục á, mình cảm thấy mình vui hơn á, thì nó cũng giảm stress cho mình. Nó có nhiều cái bổ ích cho mình, đơn giản mà cũng đâu có tốn kém gì đâu. Mình khuyên các bạn nên tập thể dục. Về những cái việc tập thể dục nó tốt cho mình đó các bạn, thì tập thể dục á, theo mình nó cũng làm chậm đi cái sự lão hóa của mình á. Khi mình tập á, cái làn da của mình nó tốt đó các bạn, nhìn thấy lúc nào nó cũng hồng hào, thì nó làm cho cái sự lão hóa nó cũng tới chậm hơn. Thì nói về lợi ích của tập thể dục á, thì nếu các bạn muốn tìm hiểu thêm á, thì các bạn cứ vô Google á, các bạn search thì các bạn sẽ hiểu được. Có những cái nó rất là tốt cho mình, nó gần gũi với mình, nó mang lại niềm vui cho mình, thì tại sao mình không làm, phải không các bạn? Đâu phải tốn kém tiền bạc gì nhiều đâu. Còn khi mà các bạn tập luyện lâu ngày mà các bạn thích á, thì nó có một cái lợi ích phụ là các bạn sẽ biết cách tìm tòi cho mình là mình nên ăn cái gì á các bạn, nên ăn uống cái gì cho tốt cho mình á. Còn một cái mà các bạn nữ rất là thích là tập luyện á, nó là cách giảm cân tự nhiên á các bạn. Và khi các bạn giảm cân á, các bạn phải giảm từ từ. Ví dụ giờ mình mỗi tháng mình xuống nửa ký, một ký, nó xuống từ từ các bạn. Nếu mà các bạn mà giảm cân á, mà các bạn giảm nhanh quá thì nó cũng không có tốt cho cái cơ thể của mình. Cũng giống như trong cơ thể của mình, nó cần thiết những cái gì mỗi ngày các bạn. Mà các bạn mà xuống cân đột ngột quá đó, thì nó thứ nhất là theo mình nghĩ là nó không có tốt cho tim mạch, rồi huyết áp của mình đó các bạn. Thì những cái tập thể dục á, giảm cân á, theo mình nghĩ là rất là tốt.
Nhưng mà các bạn nhớ là chỉ giảm từ từ thôi nha. Các bạn mà muốn giảm cân á, thì khi các bạn tập luyện á, thì nó đốt cái lượng calo trong người mình á. Rồi các bạn muốn giảm cân á, thì đơn giản các bạn chỉ cần giảm cái lượng ăn trong ngày á các bạn. Giống như thí dụ bây giờ các bạn ăn một ngày 4 bữa thì các bạn vẫn ăn 4 bữa. Nhưng mà khi các bạn ăn á, thì các bạn giảm lại chút đỉnh mỗi ngày các bạn, giảm từ từ á. Đừng có giảm nhiều quá nha. Tại vì cơ thể của mình á, những người mà lên cân á các bạn, thì các bạn cứ nghĩ đi, các bạn ăn bao nhiêu lâu rồi, một cái thói quen của mình á, mình ăn uống á, bao nhiêu lâu rồi nó mới lên ký từ từ. Mỗi tháng, mỗi năm, tới bây giờ cân nặng của mình nó lại như vậy á các bạn. Chứ không phải các bạn mới ăn hôm nay rồi tháng sau các bạn lên ký nhiều như bây giờ, các bạn hiểu không? Thì cái gì cũng vậy, phải từ từ thì nó mới tốt được. Xin chào tạm biệt các bạn, chúc các bạn một ngày mới luôn vui vẻ và hạnh phúc. Và hôm nay là weekend chủ nhật thì mình chúc các bạn có một niềm vui bên gia đình. Chào tạm biệt các bạn.